Thưa quý vị và các bạn, Đảng Lao động cầm quyền ở Úc đã phế truất đương kim Thủ tướng Julia Gillard và chọn cựu lãnh đạo Kevin Rudd làm Thủ tướng nước này trong một cuộc lật đổ kịch tính thông qua phiếu bầu vào hôm qua ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương. Trước đó, bà Gillard đã tuyên bố bà sẽ rời khỏi chính trường nếu thất bại trong cuộc bỏ phiếu nói trên. Hãng tin Reuters cho biết, ông Rudd đã giành được 57 phiếu trong cuộc bỏ phiếu được triệu tập bởi bà Gillard, người nhận được 45 phiếu. Thay đổi diễn ra trước thềm bầu cử vào ngày 14 tháng 9 mà Đảng Lao động dự kiến sẽ thất bại, theo kết quả thăm dò. Cựu Thủ tướng Kevin Rudd vốn được các cử tri ưa thích hơn bà Gillard và nhiều người tin Đảng Lao động sẽ có kết quả tốt hơn dưới sự lãnh đạo của ông này. Cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Đảng Lao động diễn ra 3 năm sau khi bà Gillard lật đổ ông Rudd khỏi cương vị Thủ tướng vào năm 2010. Tuy nhiên, theo đài BBC, không có nhiều người nghĩ rằng ông Rudd sẽ giúp Đảng Lao động chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới, song có thể giúp hạn chế thất bại và rút ngắn thời gian chờ đợi trong vị trí đảng đối lập nếu thua cuộc.